Xin chào các bạn, lại là mình Đạt đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một sản phẩm được sinh ra để hỗ trợ cho những runner hoặc là những người đang muốn tập luyện ba môn phù hợp là ba môn bơi, đạp, chạy. Sản phẩm này nó không chỉ hỗ trợ các bạn theo dõi tập luyện đơn giản mà nó còn giúp chúng ta gợi ý những bài tập hàng ngày để giúp chúng ta có thể cải thiện hơn về trình độ của bản thân. Và sản phẩm mình muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là con Garmin Forerunner 745 mà mình đang có ở đây. Đây là một sản phẩm mới nhất ở của đại gia đình Garmin. Và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu xem là Garmin Forerunner 745 có những điểm gì hấp dẫn nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng đi thôi. Ở trên dòng Forerunner 745 nói riêng hay là tất cả các dòng Forerunner nói chung thì phần vỏ của đồng hồ làm bằng polymer cốt sợi và phần mặt kính cường lực để bảo vệ cho màn hình ấy là chất liệu Gorilla Glass DX hoặc là Gorilla Glass 3. Còn ở phiên bản Forerunner 745 này sẽ là phiên bản DX các bạn nhé, mang lại cảm giác rất là an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Về phần dây của Forerunner 745 ấy thì nó được làm bằng chất liệu silicon có kích cỡ là 22mm, cũng tương tự chất liệu giống như các trên cái dòng khác của Forerunner mà thôi, nhưng mà cái dạng dây này nó không phải là dạng dây quick fit. Chính vì vậy thì cái việc thay dây này chúng ta sẽ cần một chút kỹ thuật thì mới có thể thay được dây này. Với nhiều người thì có thể thấy rằng là chất liệu để cấu thành trên Forerunner nói chung và trên Forerunner 745 nói riêng ấy thì cái chất liệu này trông nó khá là rẻ tiền hoặc là giống như một chiếc đồng hồ đồ chơi. Nhưng trong thực tế thì một sản phẩm hỗ trợ chạy bộ ấy thì nó phải như vậy. Bởi vì với những chất liệu như này thì nó sẽ mang lại cái trọng lượng rất là nhẹ. Như ở trên Forerunner 745 nó chỉ rơi vào khoảng 47g mà thôi. Chính vì thế nó cực kỳ gọn, nhẹ và giúp chúng ta để hoạt động trong khoảng thời gian dài, trong những cuộc chạy bộ lên đến là 21km, 42km, 70km mà không có cảm giác bị vướng víu và khó chịu. Điều thứ hai mình muốn nói trong video này đó chính là Forerunner 745 nó không chỉ là một thiết bị hỗ trợ theo dõi về thể thao đơn thuần mà nó là một cái thiết bị có thể hỗ trợ theo dõi về sức khỏe cũng như hoạt động hàng ngày của người sử dụng luôn. Nó có thể cung cấp các tính năng ví dụ như là theo dõi được bước chân này, calorie tiêu thụ này, nhịp tim này, mức độ stress này và nồng độ oxy trong máu SpO2. Và để có được những cái thông số trên thì nó sẽ được trang bị những chip cảm biến, đặc biệt là chip cảm biến về đo nhịp tim cũng như là chip cảm biến PWX, nó giống hệt như ở trên con Forerunner 245 và 945 vậy. Và đặc biệt là ở trên Forerunner 745 này thì cái tính năng theo dõi giấc ngủ được cải tiến rất nhiều, khi nó có thể cho chúng ta biết được khoảng thời gian ngủ sâu, ngủ nông, thời gian REM, thời gian tỉnh dậy cũng như là đánh giá giấc ngủ ngay trực tiếp trên chiếc đồng hồ này luôn. Và chúng ta có thể theo dõi ở khái quát hơn ở trên ứng dụng Garmin Connect nữa. Và nếu đã nói về giấc ngủ rồi thì chúng ta sẽ không thể không nói đến một tính năng cực kỳ hay của Garmin trong năm 2019 trở lại đây, đó tính năng Body Battery hay gọi là tính năng pin cơ thể. Và để có được tính năng về cái pin cơ thể này ấy, thì nó sẽ dựa vào cái chất lượng giấc ngủ của bạn này, hoạt động trong ngày này, mức độ stress này cũng như các hoạt động về thể thao, workout ấy, từ đó sẽ đưa ra được cái chỉ số của cơ thể của bạn ở thời điểm hiện tại. Và mình thấy rằng là cái này cực kỳ on point, nghĩa là cực kỳ chính xác ấy, đúng những gì mà mình đang cảm thấy ở thời điểm hiện tại luôn. Thứ ba đó là trên con Forerunner 745 này cũng được trang bị những tính năng để chúng ta đánh giá được quá trình luyện tập, ví dụ như là cái mức tính được cái chỉ số về VO2 max này, tiếp đến là đánh giá về chất lượng luyện tập trong vòng 7 ngày cũng như là trọng tâm luyện tập trong vòng 4 tuần gần nhất. Và đặc biệt là trên Forerunner 745 ấy thì cái tính năng mà tính toán được cái thời gian phục hồi của nó đã được chi tiết hơn, đã được cải thiện nhiều hơn. Ở đây thì nó sẽ không chỉ dựa vào cái lần tập luyện cuối cùng đâu, mà nó còn dựa vào cái quá trình về giấc ngủ của bạn này, rồi các hoạt động trong ngày cũng như là mức độ stress, từ đó sẽ đưa ra cái chỉ số về thời gian phục hồi nó sẽ chuẩn xác hơn. Cũng như ở trên Forerunner 945 thì ở trên 745 cũng được trang bị cái tính năng dùng để tính toán độ thích nghi về độ cao cũng như là nhiệt độ của người sử dụng so với ở nhiều môi trường khác nhau. Bởi vì chúng ta đều biết là khi mà cái nhiệt độ này cũng như là cái độ cao so với nước biển cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình luyện tập và cái thành tích của người sử dụng mà. Như mình đã nói ở phần đầu video thì Forerunner 745 không chỉ hỗ trợ về quá trình tập luyện thể thao mà nó còn đưa ra các bài tập để giúp chúng ta cải thiện được trình độ bản thân. Và ở trên Forerunner 745 cũng được trang bị những tính năng như vậy, chúng ta đã sẽ có là Garmin Coach này, Pace Pro này và cái gợi ý những bài tập hàng ngày. Thì ở trên Garmin Coach và Pace Pro thì nó quá là cũ rồi, thì mình đã nói rất nhiều trong những video về Forerunner 245, 945 hay là Phoenix 6 series. Còn một tính năng mới ở trên 745 hiện tại mới có mà thôi ấy, đó tính năng là gợi ý những cái bài tập hàng ngày. Thì tính năng này nó giống như cái tính năng mà mình đã từng review ở trên con Polar Gridix ấy, nó sẽ đưa ra các bài tập hàng ngày để giúp chúng ta có thể có cái khả năng phục hồi một cách nhanh nhất, cũng như là đưa ra các bài tập để giúp chúng ta có thể cải thiện được trình độ của bản thân. Và nếu các bạn đang sở hữu những chiếc đồng hồ như là Forerunner 245, 245 Music
Forerunner 945 hay là Phoenix 6 Series thì cũng đừng lo, bởi vì tính năng này theo như Garmin công bố ấy, là sẽ được cập nhật trong khoảng 2-3 tuần nữa ở trên những thiết bị này và trên những firmware mới nhất các bạn nhé. Trên Forerunner 745 được trang bị khá nhiều các môn thể thao khác nhau, ví dụ như là chúng ta có thể hỗ trợ các môn thể thao như là chạy bộ ngoài trời, chạy bộ trong nhà, đạp xe ngoài trời, đạp xe trong nhà, bơi hồ, bơi nước thoáng, 3 môn phối hợp và rất nhiều các môn thể thao ngoài trời khác nữa. Nhưng có một điều đáng tiếc là trên Forerunner 745 này sẽ không được trang bị khả năng cái thể môn thể thao về golf các bạn nhé, vì nó sẽ không có cái tính năng về bản đồ đấy. Chính vì thế thì ở trên Forerunner 745 sẽ không có môn golf, đây là một điều hơi đáng tiếc. Về trải nghiệm thực tế của mình với Forerunner 745 trong môn chạy bộ này thì mình thường hay chạy máy tại nhà, thì có thể đánh giá là Forerunner 745 làm rất tốt trong việc đo về nhịp tim cũng như là khoảng thời gian hoạt động. Nhưng vì một vài yếu tố khách quan mà ảnh hưởng đến cái chỉ số khi mà đo về tốc độ cũng như là về cái khả năng đo về khoảng cách cũng sẽ có sai số. Bởi vì đơn giản thôi, bởi vì khi chạy máy thì chúng ta sẽ không thể nào kích hoạt được GPS mà chúng ta sẽ tính cái bằng cái bước chân. Rồi từ bước chân nhân lên thì chúng ta sẽ có khoảng cách và khoảng cách chia thời gian ra vận tốc. Chứ nhưng mà cái này thì nó sẽ có sai số đấy, bởi vì khi mà chúng ta đeo cái đồng hồ trên cổ tay mà để tính ra bước chân thì chúng ta sẽ có một vài sai số không đáng có. Thì ở trên Forerunner 745 ấy cũng như các dòng khác thì nó sẽ có một cái giải pháp, đó là khi mà chúng ta hoàn thành một quá trình chạy bộ trên máy thì nó sẽ có một cái phần gọi là phần hiệu chỉnh. Từ đó thì chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái khoảng cách chính xác bằng cách là chúng ta sẽ xem cái khoảng cách chúng ta chạy được trên máy là bao giờ chính xác nhất. Bởi vì ở trên máy nó sẽ có cái khoảng thời gian này cũng như là cái vận tốc mà nhân lên ra là khoảng cách một cách chính xác nhất. Và từ đó thì đồng hồ sẽ tính toán được cái lượng calorie tiêu thụ của mình. Còn khi mà tập luyện ngoài trời, chạy bộ ngoài trời ấy, thì con Forerunner 745 này có GPS cực kỳ chính xác. Nó để đo được khoảng cách cũng như tốc độ này và nhịp tim này. Và khi mình so sánh với cái GPS định vị ở trên con iPhone 11 của mình đây, và mình sử dụng cái ứng dụng Strava để có thể theo dõi được quá trình tập luyện chạy của mình ấy, thì cái sai số gần như là không có, cả hai cái gần như là tương đương nhau. Tiếp đến là về phần sức bền và cardio nhé. Vì mình thường hay tập luyện những bài tập về tạ và những bài tập về HIIT, những bài tập về cường độ cao ấy, HIIT IIT đấy các bạn. Thì chính vì thế là cái trên con Forerunner 45 này nó có cái tính năng để cho chúng ta đo được cái số rep, như là số lần mình đẩy tạ lên, đẩy tạ xuống này. Tiếp đến là có thể tính được ước lượng lượng cardio của mình là bao nhiêu và tính được là cái tạ đó của mình là bao nhiêu kg. Và với số rep như thế thì sẽ chia được ra là mình đã tiêu hao được bao nhiêu calorie tiêu thụ trong cái khoảng thời gian đó. Thì đây là một cái tính năng rất là hay và mình rất là hay sử dụng cái tính năng đó, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có thể biết được là lượng calorie tiêu thụ của mình trong cái buổi tập đấy ngày hôm nay là bao nhiêu này. Tiếp đến là cộng với cái calorie tiêu thụ hàng ngày, và từ đó thì mình sẽ biết là hôm nay mình đã tiêu thụ được bao nhiêu calorie tiêu thụ. Về cái thứ ba mình muốn nói đây là chính là môn đạp xe. Với môn đạp xe thì thực sự là mình chưa được trải nghiệm nhiều lắm, bởi vì ở trên môn đạp xe này thì mình mới trải nghiệm trên đường trường mà thôi. Thì có thể thấy rằng là nó giống như môn chạy bộ ấy, thì ở trên Garmin Forerunner 745 cũng sẽ cung cấp được các cái thông số, ví dụ như là khoảng cách này, nhịp tim này, nhịp độ này, tốc độ này. Và về bản đồ thì cho chúng ta sâu được là chúng ta đang đi điểm nào mà thôi. Thì với những cái khoản như vậy ấy, thì ở trên Forerunner 45 ấy làm rất tốt về cái chỉ số mà nó mang lại cực kỳ chính xác. Có trang điểm khác nhau thì nó sẽ rơi vào khoảng là cái phần xe đạp leo núi ấy. Thì chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta xe đạp leo núi ấy, thì gặp những cái nơi mà địa hình hiểm trở ấy, thì cổ tay của chúng ta sẽ phải lắc lên lắc xuống như này này. Thì chính vì thế những cái việc mà đo nhịp tim nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều đến cái con số cũng như là cái các chỉ số. Chính vì vậy để mà tối ưu được cái độ chính xác khi mà đo trong quá trình tập luyện ấy, thì mình nghĩ là khi tập luyện thể thao ở trên những cái xe đạp leo núi như vậy thì các bạn nên trang bị cho một cái chest. Như cái HRM mình đang có đây là cái của Cheese, nghĩa là ba môn phối hợp đấy, là bơi đạp chạy, thì nó sẽ tối ưu được cái chỉ số chính xác nhất có thể. Và tiếp đến là không chỉ kết nối được với cái cảm biến này mà trên Forerunner 745 cũng được có thể kết nối được với các cái cảm biến về tốc độ, cảm biến về nhịp độ, với những cái thiết kế như thế này, những thiết bị như này có thể gắn trực tiếp vào trong cái xe đạp của bạn. Thì chính vì thế thì cái chỉ số đưa lại mang lại nó sẽ chính xác hơn rất nhiều so với việc là chúng ta chỉ đeo một cái thiết bị khi mà đeo trên cổ tay với cái địa hình mà nó hiểm trở như vậy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều sai số. Và chính vì thế thì với những cái phụ kiện như thế này thì chúng ta sẽ tối ưu được cái chỉ số đó một cách chính xác nhất. Ở phần thứ tư mình muốn nói đến ở đây đó chính là môn thể thao bơi lội. Thì ở trên Forerunner 745 này nó sẽ cho mình cái cảm giác giống hệt như ở trên con Swim 2 mà mình đã từng làm review, bởi vì nó sẽ cung cấp các cái thông số khá là tương đồng giữa con Swim 2, là chúng ta sẽ có được khoảng cách này, rồi nhịp tim khi bơi dưới nước này, tiếp đến là số lần chúng ta quạt tay này và nhận diện kiểu bơi này. Và có một điểm hay là nó có thêm trang bị cái tính năng gọi tính năng tự động nghỉ. Với tính năng này thì khi chúng ta nghỉ thì đồng hồ sẽ ngừng thu thập thông tin.
Còn khi chúng ta bắt đầu vận động thì nó sẽ tự động biết được là thời điểm để chúng ta vận động, và nó sẽ được tiếp tục và thu thập thông tin luôn, và chúng ta sẽ không phải tác động bất cứ cái gì ở trên cái đồng hồ ấy luôn. Và tiếp đến là nó có một bài tập về critical swimming test. Với bài tập này giúp chúng ta biết được là chúng ta bơi đang ở mức nào và giúp chúng ta có thể cải thiện được trình độ trong tương lai. Và giống như ở trên Swim 2 hay là trên Forner 945 thì ở trên 745 này cũng được trang bị tính năng hỗ trợ tập luyện bơi ngoài trời, bơi ở vùng nước thoáng đấy các bạn, để chúng ta có thể tập luyện ba môn phối hợp, đó là bơi, đạp chạy các bạn nhé. Về phần điều hướng thì ở trên Forner 745 nó sẽ không được trang bị cái bản đồ offline giống như là ở trên 945 hay là Phoenix 6 series. Vì trên Phoenix 6 series hay là 945 sẽ được trang bị một cái bản đồ offline. Chính vì thế chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm một tính năng, gọi tính năng điều hướng, để giúp chúng ta có thể tìm hiểu được các cái địa điểm xung quanh chúng ta, và nó sẽ tự động chỉ đường các bạn giống như ở trên Google Maps luôn. Còn ở trên 745 thì chúng ta sẽ không có tính năng như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể theo dõi được quá trình chúng ta đi đâu và tập luyện như thế nào ở trực tiếp khi mà xem được bản đồ ngay ở trên Forner 745 này luôn. Và ngoài ra chúng ta có thể tự động tạo một cái bản đồ trên ứng dụng Garmin Connect này, hoặc là trên Komoot, hoặc là trên Edge Java, sau đấy chúng ta sẽ đồng bộ trong này, hoặc là cũng có thể copy cái file GPX để chúng ta copy thẳng vào đây luôn. Tiếp đến thì mình sẽ nói về các tính năng thông minh ở trên Forner 745 thì nó sẽ tương tự giống hệt như ở trên các cái thiết bị khác của Garmin mà thôi, thì có đều có thể kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Garmin Connect này, thì chúng ta có thể đồng bộ thông tin hoạt động hàng ngày cũng như các bài tập, và từ đó là có thể thông báo được các cái thông báo thông minh, ví dụ như là cuộc gọi đến này, tin nhắn đến này, cũng như là chúng ta có thể lưu được nhạc trong này luôn. Trên con này thì nó sẽ giống hệt như ở trên 245 Music này, 945 hay là Phoenix 6 series, thì chúng ta sẽ có một bộ nhớ trong có thể lưu lên đến là khoảng 500 bài hát các bạn ạ. Với bộ nhớ trong thì mình không nhầm là khoảng 4GB. Thì như vậy thì chúng ta có thể kết nối với Bluetooth để chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp khi chạy bộ ngoài trời mà không cần thiết phải mang theo điện thoại nữa, khá là thuần túy. Thì đây là một điểm cộng thì về mình khi mình chạy hoặc tập luyện ấy, có âm nhạc thì gần như là cái sức khỏe của mình hoặc là cái hôm ấy cái độ hào hứng nó nhân lên 200% luôn. Về thời lượng pin thì Garmin công bố là trên 745 có thể sử dụng chế độ thông minh lên đến 7 ngày. Chế độ sử dụng là GPS cộng với nghe nhạc trực tiếp ấy, thì là được khoảng 6 giờ liên tiếp. Còn khi chỉ sử dụng GPS thì sẽ rơi vào khoảng là 16 giờ liên tiếp các bạn nhé. Đây là con số cũng khá là ok rồi, bởi vì với những thông số như vậy thì chúng ta có thể phù hợp với những bạn chạy 42km hoặc là 70km vẫn ok. Và đó là một vài thông tin về Forner 745. Có thể thấy rằng đây là một thiết bị mới thì nó sẽ nằm giữa khoảng 245 và 945. Chúng ta có thể thấy rằng là sản phẩm này cũng khá là nhiều điểm nổi bật. Hiện tại thì sản phẩm này đều có sẵn tại các showroom của An Tiến. Nếu bạn có câu hỏi gì về sản phẩm này thì comment ở phía bên dưới, hoặc là đến tận các showroom của bên mình để được trải nghiệm thực tế, hoặc đặt những câu hỏi để chúng mình giải đáp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.